đầu là mình cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là kêu gọi làm khán giả từ trước giờ thì ví dụ về khán giả thì họ sẽ phải đi đến nơi địa điểm như là địa điểm triển lãm hay là đến phòng chiếu phim, chứ không thấy, ít nhất là mình chưa thấy ai là kêu gọi để làm khán giả bao giờ. Thì mình mới tìm hiểu thêm là có nghĩa không phải kêu gọi để làm khán giả thường mà làm khán giả dân thân. Thấy khá thú vị, kiểu như chiếu này nọ các phim, nói chung là của thế giới ngầm. Wow, cái gì thế này, khán giả dân thân lại còn không, thực sự là cái câu ấn tượng nhất là trả tiền để xem phim. Nó là nó quá nhiều cái mới, và nó vừa là nó vừa cần thiết đối với bản thân mình. Ngày đầu tiên là cái ngày 22, ngày mưa. Ôi, mưa rất là nhiều. Được khách dậy. Nếu không là khán giả dẫn thân, có khi mình sẽ ở nhà không đó. Có lẽ là do cái không gian để chiếu bộ phim đấy nó như là một sự tương hỗ với cả cái bộ phim vậy, cho nên là suốt cả các buổi chiếu khác thì mình không có được cái cảm giác ấn tượng như vậy. Điều còn lưu lại óc mình bây giờ đó là những trong đèn hình ảnh ngày mưa hôm đó ướt ngượt người. Ít hơn 10% người Việt Nam là biết về mấy cái chuyện mà có những người Việt Nam sống ở khu vực như vậy, khu vực biên giới Campuchia với Việt Nam như vậy. Mình chèo ghe mà đó, nghỉ ghé không vô bến, nghỉ tay đi. Thực ra thì cái bộ phim nó đang nói về cái chứng minh nhân dân để cho về nhân quyền, về cái khi mà có một cái sự công nhận về nhân quyền của pháp luật ở một cái lãnh thổ nào thì người ta sẽ được hưởng những cái quyền lợi ở một cái vùng lãnh thổ đấy. Nhưng mà mặt khác thì mình lại nhìn thấy rằng là ngay kể cả những con người họ sống ở những cái lãnh thổ mà nó là cái biên giới, là cái giáp danh của, là cái vùng không được công nhận, thì bản thân họ cũng làm nên một cái identity của họ mà họ, và họ rất là mạnh mẽ. Cái phần mà mình chú ý có lẽ là cái phần hỏi đáp, đấy cũng là cái phần mình quan tâm khi mà mình tham dự Art Frame. Có những cái chuyện rất là buồn và nó rất là đen tối, mà theo như em biết thì trong cái phim này cũng có những người đó thường lớn hoặc sợ nhất là những cái góc của mình quá sợ hãi, thì chỉ là trên đâu phim thì cũng có những lúc khó khăn, thì dù như ở sinh viên thì có một cái gia đình mình để đi để đọc điều hết, thì ông bố thì muốn kể chuyện cho mình nghe, và ông còn bảo là cố vào đây không quay đi, ông muốn cái gì tôi cũng nói đi, tại vì có rất nhiều chuyện còn muốn nói, nhưng mà con gái của ông thì không có đồng ý, tại vì cô bảo cố cá và đủ thứ rất là khó, cô bảo là phải đưa đi đi lấy được. Đấy là có quá điều kiện thôi, thì mình có làm mình xảo cuồng ấy, cho nó để cho mình cảm thấy chịu được túi đó. Mình muốn nói tới cái ngày chiếu tiếp là cái ba bánh xe với Where I Go với Three Wheels. Thì hôm đấy thì ấn tượng là đông với cả không có chỗ ngồi. Đầu tiên thì đứng mà màn hình xa quá, xong rồi cũng không đeo kính, và chữ ở trên màn hình thì quá nhỏ. Dù vậy thì mình vẫn thấy qua đấy để thấy rõ hơn là cái, không biết là cái tài năng hay là một cái gì đó mà khiến cho mình có một cái sự đồng cảm sâu hơn. Có nghĩa là mặc dù là bị phân tâm như vậy nhưng mà vẫn có những cái thứ mà nó đọng lại. Như là cái hình ảnh đầu tiên là cái hình ảnh mà cái cậu người da đen, cậu ấy mặc cái bộ múa đó. Đâu có ai biết cậu là người da đen hay da gì đâu. Người ta chỉ biết là bộ cái điệu múa đó đã được thực hiện và rất là đẹp, cho đến khi mà cậu ấy bỏ cái mặt nạ ra để đi vào cuộc đời sống. I think the internet is a little bit slow here. I would say yes, of course. This is the thing that I want to start. I think in Cambodia, normally people, I found it's hardly for them to reveal their secret, especially to talk about their past.
Tớ được biết là cậu có nhận làm cái thì nói chung là bữa đó nghĩ là nếu mà viết thì nó cũng hơi chán quá, tại vì nếu mà chỉ viết thôi thì nó bị giới hạn. Lúc đó mới nghĩ tới cái việc mà mình làm hàng ngày, mình làm cái việc mình làm ngày chơi nhạc. Quê mình ở Tây Nguyên, ở Gia Rai, ở cái làng mình ở nhà thì có một câu chuyện về giấc mơ như thế này mình muốn kể mọi người trước. Không để có ai cảm thấy khó chịu với bộ phim này không? Ban đầu có. Không, thật ra là có nhiều, giống như những khán giả mà đã đứng dậy nói nhé. Nhưng mà khó bộ 50 mấy phút là khó chịu đó. Tức là có vẻ nếu mà chỉ dừng lại là 10-15 phút thì vẫn còn thể chịu được. Thì thực sự là có hủ không? Khoảng thời gian đầu coi 1/3 bộ phim đi, bắt đầu hú. Tức là tớ cứ đợi hú, bởi vì tớ cứ nghĩ là một phần intro nhỏ cỡ khoảng chưa tới 1 phút thôi, giống kiểu trong những bài hát hoặc là trong một cái album sẽ có một phần intro nhỏ. Nó sẽ là kéo dài một đoạn giống kiểu như nhạc không thôi, không có lời thoại gì cả. Tớ cứ đợi mãi. Cái tiếng kêu này nó trở thành một cái tiếng kêu mà với anh nó thành một cái gì đó, nó trừu tượng và nó mở hơn. Thay vì anh nói bằng một cái tiếng nói nó ra ra hoặc kinh được việc hay gì đó, thì anh muốn dùng một cái ngôn ngữ mà nó có thể phổ quát và nó một tiếng gọi nó thật là đơn giản, một cái gì đó chạm vào rất là người gần. Nhưng mà mình có quyền lựa chọn mà, mình có thể quyết định mình đi ra khỏi rạp chiếu phim, bởi vì cũng có một số người đến thấy bỏ cuộc. Không phải là bỏ cuộc, thấy họ đi ra khỏi phòng chiếu phim. Cảm ơn mọi người đã ngồi tới mình giờ để mọi người thật là ngang dạ ngủ hết rồi cho mình biết có một vài người ngủ và thức dậy. Chưa thấy tính ra một số khán giả không hiểu được mà cảm thấy cái phim đó rất là gần gũi chứ. Nhưng ngay cả kể cả cái phản ứng của khán giả cũng là cái thành công của đạo diễn đấy chứ, bởi vì là họ lường trước điều đó mà họ chủ đích điều đó mà. Cái phản ứng đó là cái thành công của bộ phim đó chứ. Đâu có phải là cứ bạn yêu nghệ thuật là bạn phải ca ngợi nó. Biên á đi ra nước ngoài thì khi mà họ sau nhiều năm trở lại để tìm kiếm căn nhà của mình á, thì nhìn vào cái bảng hiệu này họ sẽ tìm thấy nhà cũ của mình. When I found the signage and I went inside the store to ask for permission to take a photo of the signage, the owner of the house told me the story that the signage is not actually used as a signage. It was actually kept by the family so that other family members who had left Vietnam after the war as boat people, so that when they, should they come back many, many years later, they would be able to find their old house using this ancient signage. Hôm 27, The Cam Lam Bok Checking Agency á, chuỗi phim Philippines, 13 bộ phim liên tiếp, không gian ở các cha nữa. Thật sự là cảm giác mang lại cho mình như một bộ chiếu phim ở nhà vậy, xung quanh bạn bè. Cùng. Đây là phòng của mình ở Long Sơn, mình chỉ cần một bức tường thật lớn, thật là bự, thật là rộng, một cái máy chiếu, một bộ phim. Thì lúc mới coi xong thì mình cảm giác hơi bị choáng, bởi vì mình không biết là mình vừa coi cái gì. Nó là một thứ hỗn tạp hình ảnh và âm thanh. Tới thứ sáu mà
tour phim, tour phim, tour phim, đúng không? Tour phim quanh cái hôm trước, phim trùng phim sao la. Cái phim mà hôm đấy mình chọn đi coi phim gì nhỉ? Dục vọng. Sao phim giống thế nào? Hả? Hôm đó chưa coi. Dục vọng hôm đấy là thì lẽ ra là đi cù rú nhưng mà tự nhiên cứ ám ảnh bởi cái dục vọng, bởi vì mình bảo chứ trời ơi dục vọng là cái cơ bản của con người. Bây giờ mình xem vào đạo diễn có cái nhìn về cái cơ bản của con người như thế nào. Nguyên ngày mình đi quay đi làm đến 8 giờ mới có thể đến được địa điểm chiếu đầu tiên là cường này kia, nên cuối cùng mình chỉ có thể nuốt được 6 bộ phim và mình đuổi nên không thể đi những cái địa điểm khác. Có 6 bộ phim ở tour này cả, nó có những bộ phim khiến cho mình hơi hoang mang, hơi mông lung. Hôm đấy mình tham dự ở cù rú 3 số 240 Nguyễn Công Trứ, bởi vì cái khung này cũng tiện đường cho mình đi bộ. Thực sự là tới chỉ có ăn thôi, bởi vì hôm đấy lên chị chủ vợ của cái anh chị ấy làm một cái loại bánh, mọi người ăn bánh phục linh bao giờ chưa? Nghe tên bánh phục linh bao giờ chưa? Đúng nghĩa tour luôn. Đúng nghĩa tour. Chạy phải chạy. Của Zero Gas Station nó có một cái không gian bên ngoài nó rất là hay, nhưng mà thay vì bởi vì trời mưa hay là mình chuyển hết vào trong nhà, thành ra nó lại có một cái hay riêng. Với lại bộ phim này hôm nay cũng tuyệt vời, xong một toàn đi ngang qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng mà chủ yếu là đi xuống, tụt dốc đi xuống, nhưng mà cuối cùng cái nhìn lò xo lại nén mạnh thì nó bật lên thật là cao. When we try to think about the film long and hard, so sometimes there's this question, so what is the why do we have this kind of with the genre of music, or is it Thai music? Because some people so you want to make a film about Thai music, or you want to make a film about Isan music and Bangkok music. So this is kind of playing with the thought. Then we came up within the theme that, okay, so we're talking about the conceptual idea of what is actually, when you take something in, like it belongs to you, and it's just a coincidence that it's part of the content of the film that we say that music actually belongs to everyone. Một cái nhà mà nơi mà hàng ngày mọi người sinh hoạt, xong rồi thoát cái một đêm thì nó thành một cái địa điểm chiếu phim, thì nó cho mình thấy rằng là nghệ thuật nó đi, nó chảy, nó như là một cái dòng chảy mà chảy được len lỏi ở mọi khía cạnh của đời sống. Nó không phải là ở một cái bảo tàng hay là một cái thư viện hay là một cái rạp chiếu phim, nó là một, nó gắn với đời sống và nó là một cái nhịp thở của đời sống, và mình đừng cố chia cách cái đời sống với nghệ thuật nó ra. Rồi đa số những nơi mình đến là mình đều phải luồn lách qua những con hẻm. Mình thấy rất là thú vị. Nó là một cái alley. Vậy cảm thấy offer một cơ hội kiểu như sao? Tại vì mình phải làm nhiều việc.
cho một tuần. Thì vấn đề đó, cái mục đích đầu tiên tham gia chỉ là để nâng cái sự cái tính kỷ luật của bản thân thôi. Nếu để kể về out of frame, về một ai khác á, thì chắc là mình vẫn sẽ khuyến khích việc người khác đi xem, nhưng mà đồng thời mình cũng sẽ phải cảnh báo trước người đó. Tại vì trong phim của Out of Frame, đối với cá nhân mình không dễ xem. Và mình nghĩ là nó không dễ xem đối với khá là nhiều người. Và Out of Frame để lại cho mình nhiều sự nghi vấn dành cho những người làm phim và dành cho bản thân mình trong cái quyết định sắp tới.